Yếu bóng vía nhưng lại đi cướp ngân hàng, hai thanh niên ném tiền bỏ chạy khi nghe tiếng chuông báo động. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1, hai thanh niên điều khiển xe máy đến một chi nhánh ngân hàng tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, khống chế ép nhân viên đưa tiền cho vào túi. Hình ảnh ghi lại được cho thấy hai thanh niên dùng súng, chưa biết súng giả hay thật, và một con dao đi vào ngân hàng. Hai thanh niên này sau đó khống chế bảo vệ, đe dọa nhân viên ngân hàng lấy tiền. Tuy nhiên, hai thanh niên không được bình tĩnh cho lắm, lại gặp thêm bảo vệ quá dũng cảm. Khi bảo vệ bấm chuông cảnh báo, kêu inh ỏi khiến hai đối tượng hoảng sợ, đã bỏ lại túi đựng tiền và lên xe bỏ chạy. Thông tin thêm trên tờ Người Lao Động, đại diện ngân hàng cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản của ngân hàng. Ngân hàng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, sớm truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tập trung các lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng. Dân mạng sau khi xem xong đoạn clip đã để lại những bình luận. Chắc muốn được ăn cơm nhà nước chứ người bình thường không ai làm vậy. Có vụ nào lọt được đâu mà cứ cố vào ngân hàng làm gì nhỉ? Mọi người cá với tôi không, chưa đầy 8 tiếng thì sẽ bắt được ngay thôi. Lại không làm mà đòi có ăn, thanh niên trai tráng lành lặn không tự đi làm. Chắc là chưa đi xem ngày của các thầy rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.